về cái mẫu mã hoặc là cái kỹ thuật nói chung ra là cũng được hoàn chỉnh. Và tôi cảm nhận như thế nó rất là đẹp. Vâng, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì cơ sở nhà em rất là vinh dự đang đi bàn giao một cái siêu phẩm mẫu nghe Bảo Đỉnh Thiên Phú cột 16 chân 16, một cái mẫu sản phẩm mang thương hiệu cơ sở nhà em và đang bán chạy nhất trong năm 2024 này. Và hiện tại thì nhà em cũng đã vừa kê xong ở trong một không gian phòng khách của nhà anh Trường, có địa chỉ là Làng Hồng, Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, một cái địa chỉ cách cơ sở nhà em chỉ hơn 10 km thôi các bạn. Và hôm nay thì anh Trường không có ở nhà thì có là ông ngoại sang nhận hộ của sản phẩm này là bác Vấn. Thì đầu tiên cháu xin chào bác Vấn nhá. À, bác Vấn cho cháu hỏi là khi hôm nay nhà cháu bàn giao cái bộ sản phẩm này vào phòng khách của nhà anh Trường ấy, thì bác thấy là cái sản phẩm nó đã ưng ý cho mình chưa? Nói chung ra thì tôi gọi là bên các em nó mua nhà vâng. Tức là tôi cảm thấy là tôi trông cũng thuận được vâng. Về cái mẫu mã hoặc là cái kỹ thuật nói chung ra là cũng được hoàn chỉnh vâng. Tôi cảm nhận như thế nó rất là đẹp. Vâng. Đấy thì được biết là anh Trường với cả chị cũng đã đến trực tiếp cơ sở của cháu rồi, xem hàng rồi. Đấy, đã tin tưởng bộ sản phẩm này. Thì hôm nay thì đã giao về cho nhà mình cái bộ sản phẩm rồi. Thì cháu cũng xin là thêm vào tất cả chị em công nhân trong xưởng chúc bác và anh chị toàn thể gia đình nhà mình gặp thật nhiều may mắn và luôn luôn là mạnh khỏe, thành công trong công việc. Đấy, giờ cháu xin một độ vài phút cho review gọi sản phẩm anh chị nhá. Cảm ơn bác. Bộ sản phẩm này cơ sở em hiện tại đang làm được gồm 6 món và có kê hình chữ L cho anh Trường yêu cầu, gồm một đoạn, một bàn, hai ghế, một đôn góc và một chiếc đôn thấp. Cái sản phẩm này thì em đã quay 1 đến 2 video trước rồi, thì anh đã xem được video này, anh đến tận xưởng nghe em và đã đặt một bộ sản phẩm này. Được biết thì anh Trường có đến xưởng nghe em có trò chuyện với em là có là muốn là năm nay hiện tại kê bộ lẻ và năm sau muốn lấy thêm một bộ VIP hơn như này, là bộ hàng khủng của 16/18 cơ. Đấy, thì giờ sẽ review qua bộ sản phẩm này. Đầu tiên cái đoạn dài đây thì em đang làm là dài 2m75 các bác nhá, sâu 85, toàn bộ là cao 1m65 phân. Tất cả những đường nét là trương liền khối dày 16 phân. Hoàn thiện có 7 lớp POM. Trương toàn bộ này. Đấy, đục tỉa hai mặt thì do không gian diện tích thì em chỉ kê mặt trước thôi. Vách thì cơ sở em đang làm là vách liền tấm dày 6 phân và có đục tích ở giữa là tứ linh, long ly quy phụ và hai bên ria là lân hóa, ở dưới là hổ phù. Vách liền một tấm. Khi mà các bác làm những cái bộ sản phẩm vách liền như này thì cái giá trị của nó là các bác sẽ không bao giờ là bị là sẽ cái hiện tượng là bị xé ván các bác nhá. Thì em làm là năm nay làm liền hết là mẫu mới nha em. Cột là cột 16. Cột 16, cột không một tâm, không một sâu, không một xiên. Toàn bộ là gỗ tuyển chọn hết và hoàn thiện tinh kỹ. Tê thì cơ sở nhà em có làm là bản tê tỳ hưu, mang lại tài lộc cho gia chủ. Toàn bộ là được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá 100%. Chân thì bộ sản phẩm này em đang làm là chân 16 các bác nhá. Chân 16 đục theo lối là đầu lân và chân móng. Và bộ sản phẩm này là vén cong 6 mặt. Vén cong 6 mặt. Và bộ này em đang làm là hàng ván dày 2 phân, khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng. Một tầng là trật sen dẹo, yếm toàn bộ dày 4 phân và yếm đục rồng hóa. Và ở giữa thì cơ sở nhà em đang kê là một chiếc bàn lớn. Trước khi em giới thiệu chiếc bàn lớn này thì cơ sở nhà em có tặng kèm cái đó là một bộ combo khay trà 5 món. Luôn luôn là đi theo tặng các bác khi mua bàn ghế với nhà em. Gồm 5 món, một lọ đựng giấy, một gạt tàn, một lọ tăm và một hộp trà. Và không thể thiếu một khay trà. Có tặng thêm ở trên một cái bàn là một kính bàn và một kính đôn dày 1 phân. Đấy, và đây em xin giới thiệu luôn các bác là bàn lớn em đang làm kích thước là rộng là 97 phân, mặt bàn xẻ nguyên một tấm, dài 1m97, mặt bàn đục tứ linh long ly quy phụ và có các bên ria đục rồng hóa rất đẹp các bạn. Và vén cong là vén cong toàn bộ những điểm khuôn tranh này, ván dày 2, khuôn tranh dày 4. Bàn đôn thì là có sẽ có hai em kéo để các bác kéo ra vào đồ rất là tiện, các bác để các vật dụng nhỏ bên trong rất là thoải mái. Và chân là chân 16, chân đục theo lối đầu lân và chân móng này. Và tất cả là yếm đục rồng hóa hết, cổ chỉ là 3 tầng, một tầng trật sen dẹo. Và tiếp theo đó, ở cạnh chiếc đoạn lớn là có hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì em sẽ ngồi thử cho xem. Cái ghế đơn của bộ nghe và Bảo Đỉnh của 16 nhà em thì ngồi rất là thoải mái các bạn. Cực kỳ thoải mái và nhìn dáng rất là đẳng cấp. Những cái dòng nghe như này, và mẫu này nhà em thì đợt cuối năm này là đang cháy hàng các bạn nhé, đang làm không kịp. Ghế đơn thì em đang làm với kích thước là sâu 85, ngang 1m2, cao 1m57 phân. Toàn bộ là liền khối, là những cái điểm như trương liền, vách liền, dày 6 phân, đục tam sư bần cầu và đục cất rất là kinh bong này, dưới đục hổ phù. Đấy, cột thì cột 16 rồi, em giới thiệu rồi, cột 16 T là T tỳ hưu. Cái mẫu T này cũng rất là khách hàng chơi rất là nhiều. Hầu đa là các bác đặt cái mẫu nghe thì em toàn chơi T này, với cả T mẫu T nghe nữa. Ván dày 2, khung tranh dày 4, cổ chỉ là 3 tầng, vén là vén cong 6 mặt mọi người nhá, chân là chân 16. Đấy, một cái siêu phẩm.
đang bán chạy nhất tại xưởng nghe, siêu phẩm nghe và đỉnh Thiên Phú. Đây ghế đơn còn lại, anh chị em mình chiêm ngưỡng giúp em. Toàn bộ là được làm trên lề chất liệu gỗ hương đá 100%. Đấy, bảo hành các bác là yên tâm, bảo hành các bác là 30 năm để con vinh với một. Và ở góc này là một chiếc đôn để đồ này, để lọ hoa bên trong thì rất là tiện. Cái đôn này thì toàn bộ là khung 4 ván 2, mà có đầy đủ ngăn kéo để anh chị em mình kéo ra vào đồ. Đôn thì em đục ở trên này là một bức tứ linh. Đấy, cổ chỉ là 3 tầng vén cong hết, các bác nhìn xem. Đấy, vén rất là cong và cổ chỉ là một tầng đẹp chặt xen rẹo, chân đủ lên chân móng. Cuối cùng ở đây là không thể thiếu là một bộ 6 món, là một chiếc đôn để ngồi. Cái đôn này thì cơ sở anh em thì toàn bộ là làm hàng khung 4 ván 2, rất dày, bộ sản phẩm này rất dày. Cổ chỉ 3 tầng và một tầng chặt xen rẹo, chân đủ lên chân móng. Thì vừa xong, em đã giới thiệu xong cho mọi người một cái bộ sản phẩm mà của một vị khách hàng ở ngay cách xưởng em có hơn 10 cây thôi, là Xuân Thu ở Sóc Sơn. Thì cái bộ sản phẩm này là một bộ nghe bảo định, hàng cột 16, chân 16, hàng VIP dày dặn. Đấy, và các bác mà quan tâm đến dòng sản phẩm như này, mọi người cần tư vấn, mọi người liên hệ với cơ sở nhà em qua số điện thoại hotline em sẽ ghim trên phần video nhà em, để em tư vấn cụ thể mọi người qua số điện thoại hoặc là Zalo. Nếu mà mọi người có thời gian, có địa chỉ ở gần nhà anh Trường ấy, thì các bác phải đến tận nhà anh Trường để xem được sản phẩm nhà bên em bàn giao. Và nếu mà mọi người thời gian nữa, các bác đến trực tiếp sở nhà em để xem hàng, nằm ở cạnh cái xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là cơ sở chính nhà em. Cơ sở nhà em thì rộng 5.000 m², có đầy đủ khu vực sản xuất mộc, khu vực trưng bày sản phẩm và cả khu vực hoàn thiện sản phẩm để mọi người qua xem và ngắm và lựa chọn. Đấy, các bác mà xem video của em mà thấy hay, mọi người muốn bác bấm ủng hộ em nút like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em. Giờ em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành theo dõi hết video clip cơ sở nha các bác nhá. Xin chào mọi người.